Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe full carbon toàn phần. Vâng, mang thương hiệu của Totem. Một thương hiệu rất là mới mẻ tại về tại cửa hàng Kiên Xe Đạp. Vâng, và bây giờ em sẽ đi vào đánh giá ngay tổng thể chi tiết chiếc xe full carbon này. Vâng, và hình thức chiếc xe thì cực mới các bác nhé. Full carbon toàn phần. Em có thể lướt qua hình thức chiếc xe cho các bác xem. Đây những chiếc tem. Đây, tem dán vào đây. Còn rất là mới. Đây tem nguyên bản theo xe đây. Nguyên zin. To tem. Đấy, rất là đẹp. Mới. Em đánh giá hình thức chiếc xe này trên 95%. Xe đề tàng màu đen đỏ rất là khỏe khoắn. Đã từ rất lâu rồi thì em mới về một chiếc xe full carbon như này, full carbon tàng carbon. Chiếc xe dành cho những các bác yêu thích những chiếc xe bằng chất liệu carbon nhẹ. Vâng, khung hầu như không một vết xước nào cả. Đùi đĩa. Những chiếc xe cao cấp thì thường có dây âm sườn các bác nhé, dây đi trong sườn. Các bác nào theo dõi kênh của em thì biết rồi. Cọc yên FSA. Vâng, đây một hãng làm về phụ tùng xe đạp rất là nổi tiếng trên thế giới rồi. Vâng, hình thức yên đây rất là mới. Yên cũng khá là đặc biệt. Có lớp nhựa ở dưới rất là chắc chắn. Vâng. Bộ phanh 3 mảnh đây. Má phanh vẫn còn nguyên xi, rất là mới. Chiếc xe rất ít đi. Hình thức lốp. Hình thức lốp đây. Rất là mới. Rất ít độ mòn. Vì xe đã qua sử dụng rồi, nó không tránh được những cái bùn đất rồi các bác nhé. Em chưa lau rửa gì cả. Thì rất là mới. Đùi đĩa 2 tầng của Shimano Claris. Gạt đĩa Shimano Tiagra cao cấp. Củ đề Shimano Claris. Còn chiếc xe này sử dụng bộ chuyển động tất cả của Shimano, một bộ chuyển động của hãng Shimano là của Nhật rồi các bác, quá quen thuộc rồi. Đây phanh trước, hình thức lốp trước đây, tay lắc bên này là tay lắc bên líp 8 tầng, bên đĩa 2 tầng cho xe 16 tốc độ. Đây tay lắc cũng rất là mới đây. Rất là bóng. Mới. Tay quấn. Bộ dây quấn khá là êm, cao su. Ghi đông cổ phốt nguyên bản của hãng. Tất cả xe đều đồng bộ. Logo. May ở trước.
Vâng, em sẽ quay thông số lốp. Thông số lốp đâu rồi? Đây, 700 nhân 25C. Vâng, bây giờ em sẽ test chuyển động của xe. Xích và vít rất là mới các bác nhé. Chiếc xe rất ít đi. Bộ chuyển động Shimano lên lip. Chuyển động rất là chân chu luôn. Xuống lip. Lên đĩa. Chuyển động rất là tốt. Xuống đĩa. Vâng. Xe quay rất là bon. Xe khung carbon toàn phần mang thương hiệu của Totem. Sử dụng dây âm sườn. Bộ chuyển động tất cả Shimano. Vâng, và chiếc xe Totem khung carbon toàn phần, khung càng carbon đây, đang được bán tại cửa hàng Kiên Xe Đạp với mức giá 10 triệu rưỡi miễn phí ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975 709 943 để được tư vấn về hình chi tiết chiếc xe này cũng như là phương thức thanh toán. Vâng, xin chào, cảm ơn các bác đã theo dõi video. Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật cổ. Đấy, các bạn thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật cổ đấy. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc là lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ. Đây, Kiên Đồ Cũ, lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, nhấn đăng ký dõi kênh và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm.